trướng vì là những doanh nhân làm theo lời Bác, sinh ra và lớn lên trên thời đại Hồ Chí Minh. Ơn Đảng, ơn Bác được tư tưởng ánh sáng của chủ nghĩa cách mạng, chủ nghĩa xã hội, của tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp sáng lên ngọn ngựa khát vọng tình yêu dân tộc và cống hiến cho quê hương đất nước, để Từ Sơn sẽ trở thành một thành phố, một đô thị thông minh, phồn vinh. Hàng năm xuân thu quốc tế và mùa xuân có lễ hội hoa, lễ hội Noel, và mùa thu có lễ hội Tết Trung Thu mừng quốc khánh độc lập. Trăm hoa đua nở, có pháo hoa bay rực trời trên bầu trời của miền đất Quan Họ, quê hương vô lý, nơi có gửi gắm tình yêu thương dân tộc, tình yêu thương quê hương. Theo lời dạy di chúc của Bác Hồ, 50 năm làm theo lời Bác. Xin quý vị, các em trân trọng vỗ tay thật lớn đi ạ. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi dòng lệ thương.
trong lòng sân và trong trái tim nhân loại. Các cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, các cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân xuân về một nơi